Vậy có phải điện cho tao như thế chúng ta gì? Bây giờ cháu có điện đâu, bây giờ cháu chỉ thông báo bình thường còn gì. Không không ai đeo thì cả tao yêu cầu thì tao bây giờ lúc đầu tao cái tiếng mày mà ra cho mày biết nè. Cháu chỉ thông báo cho có làm gì đâu. Mẹ mày như mày mày đừng để tao biết nữa nhé. Tao đang được nhà tao bỏ bố mẹ rồi đây thế rồi mày vớ vẩn. Tao ở nhà Nhà bác mới có vớ vẩn thôi chứ nhà cháu á, cháu thấy chuyện đấy là bình thường. Mẹ mày như tao đang được tao như vậy. Hả? Mẹ mày như tao 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 bố mẹ mày còn kéo dài được mày. Bố Cháu mẹ bảo mày với kéo bác nhá. dài được mày. Chúng mày đều đi à? Cháu bảo với bác nhá, nhà bác có bị làm sao không? Cái chuyện đấy là chuyện tin vui, Đi có vấn đề gì mẹ đâu. mày cho tao mày theo cho là công an người tao nhá, tao nói thật như này. Tao nói thật cho công an là điều tra hết rồi nhà mày, có lại mày là vớ vẩn. Mẹ mày đưa xuống bệnh viện rồi không không điều trị được mày nhá. Này bác cứ nói chuyện bằng toàn cháu ghi âm hết rồi, nhà bác có vu khống ý Này, thì bác nói chuyện cửa thế nhá. vu khống đi mẹ mày, mày cứ đưa ra đây đi tao đối mặt đi. Chúng tao phải lên nhá, tao phải ra làm việc với công an quận để dẹp cái việc này bởi vì con này nó biết rồi. Bảo Ok, bố mẹ bố thế này, thì nếu như nhà mẹ bác muốn như mày nhá, thế. mẹ mày còn bảo là thôi. Bây giờ ấy, tôi nói với chú này, tôi đã đưa đến Này, bệnh viện cháu rồi. nói thật với Chú bác là nhá. không điều trị Nói người ta nói như thế là để tránh phải cãi nhau thôi. Chứ còn người ta cũng không thích kiểu dây dưa của lằng nhằng đâu bác ạ. Nên là đành nói như thế thôi. Đấy, nhà bác nói chuyện như thế, cháu ghi em hết rồi. Nên là có gì bác cứ đưa ra công an, bởi vì cháu nói chuyện rất là tử tế, nhẹ nhàng luôn, không có vấn đề gì cả. Còn nếu như mà có liên quan đến vấn đề như kiểu về bác sĩ tâm thần ý, thì chắc chắn là sẽ có được đưa ra khám định rõ ràng luôn. Ôi rồi ơi, cho mẹ bố mẹ mày đéo ban được chữa được bố mẹ mẹ đọc cho mày bao lần được mẹ mày cả Cháu nói thật chết với bác nhá, cái loại mà giết người đi tù ấy thì bố mẹ không liên quan đâu bác ạ. Nên là sống ở xã hội ấy, phải biết cho tội mày biết đi dở phận à? thôi. Mày đi dở mày cứ lôi tao vào gì? Mày thông báo tao cần gì thông báo chuyện của tao. Thì cái chuyện đấy có ảnh hưởng gì đâu. Nếu nó là tin xấu ấy, nó ảnh hưởng đến mày ấy, thì tao mới cái sai. Còn đấy là tin vui của mày, ảnh hưởng đến xã hội, chuyện đấy là bình thường.